Xin chào tất cả các bạn trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về React và ở trong phần 1 của bài học sẽ giới thiệu về React Native ở trong môn lập trình đa nền tảng với React Mục tiêu của bài học sẽ giới thiệu chung về React Native Phạm vi ứng dụng của React Native các cái xu hướng phát triển của React Native thiết lập được môi trường lập trình cho React Native ở trên Windows và Mac OS hướng dẫn Gbus tức là gửa lỗi và chạy ứng dụng ở trong React Native Trước hết chúng ta sẽ giới thiệu về React Native thì React Native cho phép là tạo ra các ứng dụng di động và chỉ sử dụng cho JavaScript và sử dụng cùng một cái thiết kế như React thì cho phép chúng ta có thể soạn ra một cái giao diện người dùng tức là UI user interface phong phú từ các cái thành phần đã được khai báo. Các tính năng của React Native trước hết là react thì đây là framework tức là nền tảng dùng để xây dựng ứng dụng web và các ứng dụng ở trên di động sử dụng javascript native là có thể sử dụng các thành phần góc được kiểm soát bởi javascript và platforms tức là các cái nền tảng thì react native hỗ trợ cho chúng ta các cái nền tảng ios hoặc là android thì đây là hai nền tảng phổ biến hiện nay Ưu điểm của việc phát triển các ứng dụng di động sử dụng React Native đó là chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ JavaScript và các kiến thức của JavaScript để có thể xây dựng các ứng dụng di động. Sử dụng chia sẻ mã cho hầu hết các nền tảng khác nhau và điều này sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái thời gian khi phát triển ứng dụng cho nhiều nền tảng di động khác nhau và community tức là có một cái cộng đồng lớn xung quanh React và React Native thì chúng ta có thể nhận được rất là nhiều các cái hỗ trợ và các cái câu hỏi cũng như là trợ giúp từ cái cộng đồng này. Ngoài các cái ưu điểm đã được tìm hiểu của React Native thì chúng ta xem xét một số các cái nhược điểm của React Native Native components là nếu chúng ta muốn tạo ra các cái tính năng gốc chưa được tạo ra thì cần phải viết một số các cái nền tảng cụ thể. React Native sẽ không build các ứng dụng iOS được ở trên hệ điều hành Windows và Linux. React Native còn thiếu một số các cái common view cho Android như là map, modal, slider, spinner hoặc các module như là Camera Roll, Media, Push Notification, iOS. Và chúng ta cũng không nên dùng các cái ứng dụng React Native để có thể viết các game đòi hỏi, xử lý độ họa cao và các cái cách thức chơi phức tạp. Ở trong phần demo sẽ hướng dẫn cách cài đặt môi trường phát triển React Native ở trong hệ điều hành Windows. Chạy trình duyệt Chrome và ở trong thanh địa chỉ gõ vào node.js nhấn enter. Để truy cập tới trang cho phép chúng ta tải về cái chương trình cài đặt của node.js. Và node.js hiện tại cung cấp hai cái phiên bản đó là 16.3 và 17.3 thì React Native hiện tại chỉ hỗ trợ cho phiên bản đó là 16.3 và phiên bản này là phiên bản làm việc tốt với React Native. Riêng phiên bản 17.3 là phiên bản mới phát hành cho nên hiện tại thì React Native không làm việc tốt và không hỗ trợ cho phiên bản này. Vì vậy chúng ta có thể kích vào phiên bản 16.3 để tải về Tiếp theo, kích vào mở tab mới và gõ vào Visual Studio Code. Thì đây là cái chương trình mã nguồn mở do hãng Microsoft cung cấp. Và đây là món quà rất là tuyệt vời của Microsoft. Có rất là nhiều các tính năng hữu ích giúp cho chúng ta có thể sử dụng để phát triển các dự án React Native một cách hiệu quả. Kích vào dòng code.visualstudio.com và các bạn có thể lựa chọn các phiên bản cài đặt cho phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng đây là mac os windows s64 linux s64 và chúng ta kích vào download for windows để tải chương trình visual studio code về máy và tiếp tục thì có thể tìm kiếm chương trình Android Studio với Android Studio cho phép là có thể dựng cái máy ảo Android ở trong Windows và chúng ta kích vào download Android Studio and SDK tools và kích vào download Android Studio di chuyển uh, xuống bên dưới và kích vào I have read and agree with the, the of terms and condition, kích vào download để tải cái chương trình về máy. Sau khi đã tải thành công các cái file setup thì kích vào menu chọn downloads và kích đúp vào Note để cài đặt cái chương trình Note. nhấn Net và nhấn I accept the terms, nhấn Net. Thư mục cài đặt ngầm định của Node.js thì nằm ở cái thư mục đó là Program Files Node.js. Nhấn Net để tiếp tục, nhấn Net và nhấn net nhấn install để thực hiện cài đặt. Và quá trình cài đặt của node đang diễn ra. Nhấn Finish để kết thúc cài đặt node Tiếp theo thực hiện cài đặt chương trình Visual Studio Code kích vào file cài đặt của Visual Studio Code, chọn I accept agreement, nhấn Next. Thư một cài đặt ngầm định của Visual Studio Code nằm trong đường dẫn App Data Local Programs Microsoft VS Code và chúng ta có thể kích vào Browse để thay đổi ghi thư mục cài đặt cầm định của Visual Studio Code. Nhấn Net và nhấn Yes. Nhấn Net. Có thể lựa chọn hai cái tùy chọn để giúp cho chúng ta mở các cái file trực tiếp ở trong Windows Explorer. Đó là Open with Code và mở thư mục Open with Code ở trong Windows Explorer kích vào add, add, nhấn net, nhấn install để thực hiện cài đặt Visual Studio Code ở trên máy. Và nhấn finish giao diện thực hiện lần đầu tiên của VS Code để cho phép chúng ta thực hiện các cái thông số về cấu hình. Đầu tiên là cấu hình Teams. Chúng ta có thể để ngầm định đó là Dark là cấu hình tối hoặc là ở đây là cấu hình sáng, cấu hình tối. Và khi lựa chọn Dark Team thì giúp cho chúng ta có thể làm việc lâu mà không bị mỏi mắt. Và tiếp theo là lựa chọn các cái tùy chọn khác thì kích vào mark down tức là đánh dấu đã thực hiện các cái thông số cấu hình cần thiết cho Visual Studio Code trước khi thực hiện và kích vào Explorer thì đây là cửa sổ cho phép hiển thị danh sách các cái file cũng như là các cái folder hiện có ở trong project kích vào tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm các cái thông tin cần thiết và thay thế ở trong dự án à source control thì cái này là sử dụng các cái đặc tính của GIP để cho phép mở các folder chứa GIP repository hoặc là clone từ một cái URL nào đó. Thực hiện run và debug các cái extension thì đây là phần hiển thị danh sách các cái extension và chúng ta có thể là cài đặt các cái extension này. Tiếp theo là Remote Explorer, đặc biệt là khi chúng ta cộng tác ở trong một team và các thành viên có thể cùng chia sẻ mã nguồn với nhau thì chúng ta có thể sử dụng và GitHub và một số các thành phần khác để có thể làm việc tốt với dự án React Native ở trong Visual Studio Code thì chúng ta cần phải thực hiện cài đặt các extension đầu tiên là gõ vào React và các bạn có thể lựa chọn là cài đặt extension ES7 React Reader thì đây là extension rất là nổi tiếng của React Native và chúng ta có thể vừa làm việc với React Reader Grab UR, QR React Native tiếp theo là có thể cài đặt extension React Native Tools sau khi cài đặt các cái extension hỗ trợ cho phát triển React và React Native thì có thể tìm các extension hỗ trợ cho phát triển JavaScript vì React Native là thành phần dựa trên JavaScript có thể cài đặt extension JavaScript ES6 Papel JavaScript JavaScript and TypeScript Nightly và để có thể hỗ trợ debug JavaScript thì có thể cài đặt JavaScript debugger do Microsoft cung cấp. Và có thể xem xét cài đặt JavaScript booster. Để hỗ trợ là hiển thị cái đường dẫn ở trong việc, trong dự án một cách là nhanh chóng thì có thể xem xét cài đặt extension Part Intelligence thì The sẽ đọc danh sách các đường dẫn ở trong dự án và giúp cho chúng ta có thể điền các đường dẫn này vào ở trong nội dung của file một cách dễ dàng. Để làm việc với màu sắc thì có thể cài đặt extension Color Picker. Thì đây là extension giúp cho chúng ta lựa chọn màu và sinh ra cái mã màu ở trong trang. Và để nhận biết các cái biểu tượng ở trên trong dự án thì có thể xem xét cài đặt các extension extension VS Code Icons hoặc là extension Material Icon Teams. Thì đây là hai extension giúp cho chúng ta nhận biết là file với icon tương ứng để dễ dàng nhận biết và làm việc với các nội dung của các file này. và để hỗ trợ để làm việc tốt và đưa ra các cái gợi ý của JavaScript ở trong VS Code thì chúng ta có thể xem xét cài đặt đó là Visual Studio IntelliCode do Microsoft cung cấp sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm việc với JavaScript, TypeScript và giúp cho chúng ta có thể điền nhanh các cái nội dung. Tiếp theo là xem xét cài đặt MBM Intelligence thì hỗ trợ đọc cái nội dung của các cái phần Maso của node và sẽ đưa vào ở trong cái dự án một cách nhanh nhất. Tiếp theo là cài đặt các cái hỗ trợ cho NPM. Thì với NPM thì chúng ta có thể xem xét cái hỗ trợ NPM, NPM Intelligence Và để giúp cho chúng ta tự động import các thư viện vào ở trong file thì cài đặt extension auto import. Extension này sẽ tính toán và sẽ cho phép là tự động import các cái lớp hay là các cái thành phần cần thiết vào ở trong file. Ngoài ra thì chúng ta xem xét là import thêm và cài đặt thêm extension import Cost. Trước khi tạo dự án và làm việc với dự án React Native ở trong Visual Studio Code thì chúng ta có thể thực hiện thêm một số các cái bước cấu hình. Kích vào menu View, chọn Command Palette và gõ vào Open Settings lựa chọn phần đầu tiên Open Settings và sẽ bổ sung dấu phẩy Editor và Bracket Pair Coloration.enable là bằng True và tiếp tục Editor Guide Bracket Pair và lựa chọn Active lưu nội dung của setting dot session và chúng ta có thể tiếp tục các công việc khác trước khi làm việc với React Native. Tiếp tục thực hiện hiệu chỉnh các cái cấu hình của View Studio Code. Kích vào Manage. Lựa chọn Settings. Gõ vào Save. Và lựa chọn format on save để cho phép là khi lưu thì sẽ thực hiện định dạng và để phục vụ cho format on save thì trước hết là chúng ta sẽ cần phải cài đặt các cái bộ định dạng thì có thể tìm kiếm prettier Call Formatter và kết vào install để cài đặt prettier Call Formatter và sử dụng formatter này cho cái quá trình là định dạng và thực hiện định dạng khi lưu. Trở lại phần Settings. Gõ vào Image. Để hỗ trợ cho JSX, thì đây là ngôn, ngôn ngữ giúp hiển thị nội dung của React. Thì chúng ta kích vào phần là Add Item. Có thể thực hiện là copy theo cái hướng dẫn thực hiện copy sau đó dán vào cái phần key copy javascript react và dán vào phần value nhấn ok để thêm item javascript vào và hỗ trợ cho javascript react jsx ở trong react native quay trở lại trình duyệt chrome và kích vào android studio để cài đặt trong quá trình cài đặt thì Windows có thể hỏi chúng ta có cấp quyền thực hiện cài đặt cho chương trình hay không thì các bạn có thể nhấn Yes, nhấn Next để tiếp tục, nhấn Next. Thư mục cài đặt ngầm định của Android Studio nằm ở thư mục Program File Android Android Studio và chúng ta có thể truy cập vào thư mục để tìm kiếm các thông tin có liên quan tới các Phần cài đặt của Android Studio, nhấn Net, nhấn Install để thực hiện cài đặt Android Studio. Nhấn Net, nhấn Finish để chạy Android Studio. Và lúc này thì chúng ta có thể lựa chọn các cái cấu hình, nhấn OK để thực hiện là cấu hình. Và Android Studio tiếp tục là tìm kiếm SDK, tức là Software Development Kit cho Android ở trong hệ thống và tải các cái thành phần cần thiết. Giao diện cho phép là thiết lập Android Studio nhấn Net và có thể lựa chọn Android Studio dạng chuẩn hay là chúng ta có thể thực hiện là tùy biến các cái cài đặt và lựa chọn Custom để cho phép là thực hiện các cái thiết lập về cài đặt tùy biến sử dụng các cái thành phần ở đây là JRE tức là Java Development Kit và chúng ta để gầm định nhấn net và lựa chọn team ở dạng tối Dracula nhấn net và có thể lựa chọn phiên bản cài đặt SDK cho Android đây là phiên bản 32 và có thể cài thêm performance và một số các cái phần thì các phần này đã được cài ở trên máy và nếu các bạn mà chưa cài đặt thì chúng ta có thể kích vào để thực hiện là cài đặt Performance và Android Virtual Device. Thư mục cài đặt ngầm định của SDK đó là ở trong thư mục App Data Local Android SDK nhấn Net và nhấn Finish. Android Studio Setup đã đang tải các vào cần thiết về máy và Chúng ta chờ đợi để quá trình tải và cài đặt thành công. Nhấn finish để kết thúc cài đặt. Và đây là giao diện ngầm định của Android Studio. để có thể tạo ra máy ảo Android cho Windows thì chúng ta kích vào New Project và lựa chọn Basic Activity, nhấn Net và đặt tên cho dự án Hello Project và thứ mục cài đặt, thứ mục lưu dự án nằm trong thư mục Android Studio Process lựa chọn ngôn ngữ hỗ trợ cho dự án thì chúng ta có thể lựa chọn cho hai link thì đều được vì dự án tạo ra ở đây là sẽ đi vào cái giao diện chính của Android Studio và cho phép là tạo ra uh, máy ảo Java và nhấn Finish để thực hiện ở trong giao diện chính của Android Studio thì uh, kích vào trong biểu tượng là hình chiếc điện thoại và mở chương trình Visual Device Manager. để có thể khởi động máy ảo thì kích vào biểu tượng play và máy ảo sẽ được kích hoạt. ở đây thì máy ảo đã được chạy và chúng ta có thể sử dụng máy ảo này cho cái quá trình phát triển dự án React Native. đóng cửa sổ Android Virtual Device Manager và khi nào chạy máy ảo thì chúng ta có thể chạy chương trình Android Studio và kích vào Run App để chạy trực tiếp máy ảo ví dụ ở đây thì chúng ta có thể là kích vào run để chạy máy ảo hoặc là mở cửa sổ Android Virtual Device và kích vào Play để chạy máy ảo. Và máy ảo đã được chạy thành công ở trong hệ thống thì chúng ta có thể sử dụng máy ảo này à, ờ, để có thể giúp cho chúng ta là cài đặt thêm các cái chương trình khác thì các bạn có thể mở chương trình Play Store sau đó đăng nhập vào tài khoản của Google để truy cập tới cái hệ thống Google Play và tải các cái chương trình cần thiết Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 của bài học là debug hay là gửi lỗi các ứng dụng React Native. Để có thể gỡ lỗi ở trong iOS Simulator, tức là cái máy ảo của iOS thì chúng ta có thể nhấn Command T. Ở trong máy ảo của Android thì có thể nhấn Command M và hiển thị ra hệ thống menu để cho phép là thực hiện các cái tùy chọn debug như là reload nó lại stop remote cs debugging có nghĩa là dừng cái chế độ debug từ xa disable live reload có nghĩa là vô hiệu hóa cái chức năng load nạp lại nạp lại uh, trực tiếp start sub tray enable host reloading sau so inspector so bird monitor. Các cái chức năng Reboot ở trong simulator thì chúng ta có thể xem xét như là reloading simulator thì nhấn vào command R enable live reload và có thể truy cập vào cái địa chỉ như thế này. Debug CS remotely thì sử dụng dịch để cho phép là chế ứng dụng react native sau inspector thì gõ tổ hợp phím command i Nếu có thể chạy ứng dụng iOS ở trên iOS simulator thì có thể gõ câu lệnh react native run ios và nếu chạy trên thiết bị thật thì chúng ta thực hiện React Native Run iOS và thêm cái tùy chọn Simulator và xác định tên của cái thiết bị. Có thể sử dụng Command D hay là Command A để kết hợp thực hiện debug. Đối với Android Simulator thì chúng ta có thể thực hiện câu lệnh React Native trên Android. Nếu chạy trên thiết bị thật thì cần enable USB debugging ở trong Developer Options và có thể sử dụng Common Em để kết hợp debug chương trình. Ở trong phần demo sẽ hướng dẫn thực hiện ứng dụng ở trên máy ảo. mở trình duyệt Chrome và trên trình duyệt Chrome gõ vào React Native nhấn Enter kích vào React Native .dev đây là giao diện của React Native và chúng ta kích vào Get Started để bắt đầu và sẽ kích vào phần Environment Setup kích vào mục đầu tiên Setup the development environment và di chuyển xuống phần bên dưới thì đây là các thông tin hỗ trợ của React Native thì trong này chúng ta lưu ý React Native sẽ hỗ trợ cho chúng ta hai dạng thức để làm việc một là sử dụng Expo hai là sử dụng React Native CLI gốc khi sử dụng Expo CLI thì giúp cho chúng ta có những cái tiện ích vì Expo CLI thì được xây dựng dựa trên nền của React Native CLI và chúng ta có thể sử dụng các cái tiện ích được cung cấp đi kèm với Expo. Và đối với những bạn mới học thì chúng ta có thể sử dụng Expo CLI để làm việc để thực hiện cài đặt thì có thể lựa chọn nếu là cài đặt theo NPM thì Uh, kích vào tab NPM và nếu lựa chọn là răng thì kích vào răng Thì trong này chúng ta có thể kích vào đó là NPM. Và đây là lệnh cài đặt của Expo CLI. Thực hiện là copy lệnh và mở cửa sổ dòng lệnh ở trong Windows để có thể là chạy và cài đặt Expo CLI Chuẩn bị thư mục cài đặt và các cái thư mục chứa các cái dự án React Native Mở thư mục sau đó gõ CMD và nhấn Enter để mở cửa sổ Command Prompt Thực hiện dán nội dung của lệnh cài đặt Expo CLI sau khi dán lệnh cài đặt vào và nhấn enter sẽ thực hiện các quá trình cài đặt expo cli quá trình cài đặt expo cli đang diễn ra quá trình cài đặt Expo CLI đã thành công và bước tiếp theo thì có thể tiến hành tạo ra dự án React Native. Ở trong thư mục hiện tại thì có thể gõ lệnh expo init và đặt tên dự án ví dụ là hello project nhấn enter để tạo ra dự án. Lựa chọn sẽ có các cái tùy chọn đó là blank TypeScript blend ngầm định đó là sử dụng JavaScript blend TypeScript tabs tức là hỗ trợ cho chúng ta trình bày giao diện theo dạng tab và minimal thì chúng ta sẽ lựa chọn blank và sử dụng JavaScript, nhấn Enter. Quá trình tạo ra dự án React Native đang diễn ra. Và dự án đã được tạo thành công. Quay về trở lại Windows Explorer thì sẽ thấy thư mục Hello Project. Kích vào thư mục sẽ có một số các nội dung chi tiết. Thư mục Note Modules là chứa các cái thư viện cài đặt của dự án và chúng ta sẽ sử dụng các cái thư viện ở đây. Thư mục Access là chứa các cái file và các cái tài nguyên mà cần thiết sử dụng cho dự án thường là các cái tài nguyên tỉnh thì sẽ được lưu vào ở trong thư mục Access và một số các cái nội dung và các cái file khác để có thể chạy dự án React Native thì bước cần thiết là chúng ta cần phải chạy máy ảo Android hoặc là máy ảo cho iOS. Sau đó di chuyển về trở lại thư mục chứa process vừa mới tạo ra. Gõ CMD, nhấn Enter. Và sẽ gõ lệnh NPM Start để bắt đầu thực hiện process. Khi thực hiện process thì sẽ chạy ở trên trình duyệt tại địa chỉ localhost và cổng 19002 và có các cái tùy chọn có thể kích vào run on android device tức là chạy trên các cái thiết bị android hay là máy ảo run on ios simulator tức là chạy trên máy ảo ios run in web browser tức là chạy trên trình duyệt web và một số các cái tùy chọn khác thì chúng ta có thể kích vào bật cái chế độ sản xuất hay là chế độ mà sẽ đóng gói và phát hành cho người dùng và tắt thì sẽ ở chế độ phát triển có thể lựa chọn kết nối là ở trong mạng LAN hay là local và mã qr cho phép là quét và chạy chương trình ở trên cái thiết bị và đặc biệt là chúng ta có đường dẫn cho phép là thực hiện dự án hay là thực hiện ứng dụng ở trong cái máy ảo Để có thể chạy ứng dụng ở trên máy ảo Android thì trước hết chúng ta có thể kích vào Run on Android device và chờ đợi để có thể móc nối với các cái thiết bị máy ảo và móc nối với máy ảo Android hiện đang được thực hiện. Và lúc này sẽ diễn ra quá trình là đóng gói dự án. và sau khi đóng gói dự án xong thì sẽ xuất hiện cái chương trình ở trên máy ảo và chúng ta có cái nội dung hello there friend và nhấn ok thì đây là các cái tùy chọn đối với dự án cho phép là lựa chọn như là gỡ lỗi chương trình là từ xa hay là hiển thị các cái chế độ giám sát cái hiệu suất thực hiện của chương trình hay là disable pass refresh tức là vui hóa chế độ nạp lại nhanh của chương trình và di chuyển tới phần home cũng như là thực hiện nạp lại chương trình và một số các cái tùy chọn khác thì khi thực hiện debug thì chúng ta có thể là hiển thị cái hệ thống video này để cho phép là hiển thị các thông tin và hiển thị các cái chế độ debug của chương trình kích vào close và đây là nội dung của dự án được hiển thị open up app.cs to start working on your app và chúng ta có thể thực hiện hiệu chỉnh nội dung của file app.cs như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học thì trong bài học tìm hiểu về react native phạm vi ứng dụng của react native Xu hướng phát triển của React Native thực hiện thiết lập môi trường lập trình React Native ở trên hệ điều hành Windows và macOS, thực hiện build và thực hiện ứng dụng ở trong React Native. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.